Trước hết có thể hỏi ông là trong cái sự kiện này thì có hai người được mời tham gia sự kiện từ Việt Nam, có ông Phạm Chí Dũng và ông. Thì ông Phạm Chí Dũng lại không được đi mà ông lại được đi, thì nó có cái gì đó nó hơi mâu thuẫn trong cái cách hành xử của Việt Nam phải không ạ? Theo tôi thì về cái hình thức bên ngoài thì đúng là nó có cái sự khác nhau, tức là tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì không được đi, còn tôi thì không có cái sự ngăn cản nào, tức là tóm lại là đi sang đây thì trường hợp Phạm Chí Dũng cụ thể thì tôi cũng không không biết, nhưng mà đối với tôi thì là tôi chỉ là một con người, là một luật sư hoạt động nghề nghiệp theo đúng pháp luật Việt Nam, và tôi chỉ ra những cái điều mà pháp luật Việt Nam giữa các cái văn bản luật và cái hiến pháp nó còn có những cái sự khác biệt, nó chưa đảm bảo cái quyền của công dân, thì đấy là cái điều bình thường. Tôi cho rằng là tôi đi sang được đến đây là cũng có lợi cho cái công việc nghề nghiệp của tôi và cũng là cái lợi cho đất nước Việt Nam. Trong cái phiên vừa rồi thì ông có nói là ông đã bị như là kiểu như là trả thù bởi vì là ông đã bảo vệ cho những cái người mà hoạt động vì nhân quyền, thì ông có thể nói thêm một chút được không? Thưa thưa với ông là khi mà cái thời gian đầu ấy, tôi có làm luật sư cho một số nhân sĩ về khiếu nại về cái chuyện mở đài truyền hình Hà Nội ấy, và khởi kiện ra tòa án. Đúng ra thì cái thời điểm đó là tôi có nhận được những cái nhắn tin mà người ta đe dọa, hoặc có những cái cuộc điện thoại mà người ta gọi đến người ta đe dọa tôi, và cũng trong cái quá trình làm việc thì sau sau này thì cũng có một cái dịp thì cũng có hai cái người mà người ta gọi là như là đầu gấu ấy, người ta đến cái nơi ở, nơi tôi thuê ở thì người ta tìm kiếm để đe dọa, nhưng mà người ta không gặp tôi, thì cái chuyện này thì tôi cũng đã đưa lên Facebook từ năm năm ngoái rồi. Ông có lo ngại cho bản thân, sự an toàn của bản thân, sự an toàn của gia đình khi mà ông tham gia bảo vệ trong các cái phiên tòa mà xét xử các cái vấn đề về nhân quyền, nói là nhân quyền nhưng mà Việt Nam họ nói rằng đó là những người mà phạm tội, phạm cái điều 88 tuyên truyền chống nhà nước rồi phạm cái điều 79 lật đổ, chứ họ không có coi đó là hoạt động vì nhân quyền. Tôi cũng lo ngại về cái chuyện an ninh đối với cá nhân và đối với gia đình tôi. Điều đấy cũng có, nhưng mà tôi hy vọng rằng nó những cái điều xấu nó không xảy ra đối với tôi, tại vì tôi làm nghề luật sư cũng chấp hành theo đúng các cái quy định của pháp luật Việt Nam và bảo vệ các cái bị cáo, bị can thì cũng được các cái cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam là cấp giấy chứng nhận bào chữa, nên tôi hy vọng và tôi tin rằng các cái cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cá nhân tôi và gia đình tôi. Khi ông tham gia sự kiện này ở Geneva, một sự kiện nhân quyền mà ông Phạm Chí Dũng thì không được đi, vậy thì ông có lo ngại là khi ông trở về ông có thể gặp vấn đề nào đó với chính quyền không? Tôi nghĩ rằng cái điều đó không xảy ra, tại vì những cái điều phát biểu của tôi hôm nay là những cái điều tôi đã phát biểu tại các cái phiên tòa ở Việt Nam và những cái điều mà tôi đã từng phát biểu với các cái cơ quan truyền thông báo chí quốc tế. Các cái tổ chức mà có mặt tại Geneva này cho cái phiên kiểm định định kỳ phổ quát nhân quyền của Việt Nam ấy, thì họ nói rằng là cái tình hình nhân quyền thực ra là đã xấu đi trong 4 năm vừa qua kể từ năm 2009. Thì ông là một người từ trong nước đi ra lại là một luật sư bảo vệ cho các vấn đề nhân quyền, thì ông thấy thế nào? Quả thực là tôi cũng không có cái sự tổng kết hay thống kê một cách toàn diện, mà tôi chỉ là làm những các cái vụ án cụ thể và những cái thân chủ cụ thể, nên tôi cũng không có cái chứng cứ mà để mà kết luận về cái vấn Như đề cụ vậy thể. thì như vậy thì trong 4 năm vừa qua số vụ mà xét xử mà ông đại diện thì có nhiều hơn so với các cái năm trước không, và cái số vụ mà ông được lắng nghe tại tòa thì nó có nhiều không? Theo như kinh nghiệm tôi thì thấy rằng là cái số vụ bị bắt theo điều 79 và 88 thì là có giảm đi, và gần đây thì một số cái mức án thì cũng cũng có thấp hơn trước,
một chút. Và theo như nhận định của tôi thì tôi thấy rằng những người có cái quan điểm độc lập hình như bây giờ là họ bị vướng vào những các cái tội khác chứ không phải là cái tội 79 hay 88 nữa. Ví dụ như là tội trốn thuế của trường hợp Lê Quốc Quân chẳng hạn.